Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn. Super Dragon Heroes là một bộ phim quảng cáo game, nhưng bộ phim cũng giúp cho những người hâm mộ Dragon Super xem giải trí trong khi bộ anime đang tạm thời bị gián đoạn. Sau hành tinh ngục tù có một nhóm nhân vật phản diện mới đã xuất hiện và đánh cắp hạt giống vũ trụ khi hành tinh ngục tù nổ tung. Mục đích của chúng là dùng nó để giết Grand Zeno, vị thần quyền năng tối cao trong đa vũ trụ. Hurt với sức mạnh của hạt giống vũ trụ sẽ tiêu diệt Zeno-sama và xóa sổ mọi vị thần. Sức mạnh của hạt giống vũ trụ đã hoàn thiện ở mức cao nhất. Dường như ước muốn của Hurt là nằm trong tầm tay hắn ta. Điều đấy chỉ có nghĩa là đây là rắc rối cực lớn dành cho Goku và các chiến binh Z trong việc bảo vệ vũ trụ thứ 7. Hurt đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc mới với một sức mạnh mới, sức mạnh diệt thần God Slayer được hoàn thiện bởi hạt giống vũ trụ. Hurt đã thử nghiệm sức mạnh diệt thần mới bằng cách dễ dàng tiêu diệt Zamasu bất tử một cách dễ dàng và nhanh chóng, khiến cho các chiến binh của vũ trụ thứ 7 và kể cả đại thiên sứ Daishinkan hết sức kinh ngạc. Son Goku, Hit và Jiren thực sự là một trong những chiến binh mạnh nhất trong tất cả các vũ trụ đã tham gia giải đấu sức mạnh. Nhưng sức mạnh kết hợp của họ chưa đủ để hạ gục Hurt trong trạng thái God Slayer. Tuy nhiên, ngay lúc cấp bách thì Goku gợi ý cùng Vegeta hợp thể. Nhờ thế, chiến binh Gogeta đã xuất hiện để sẵn sàng chiến đấu với Hurt. Trong Super Dragon Hero tập 18 là cảnh Hurt kiêu ngạo đấu tay đôi với Super Saiyan Blue Gogeta, nổi bật hoàn toàn và vượt trội về sức mạnh cùng tốc độ. Gogeta Super Saiyan Blue nhanh chóng khiến cho Hurt cảm thấy kinh ngạc và có phần lúng túng. Cuối cùng, Hurt liền lập tức sử dụng năng lực kéo hẳn một thiên thạch từ bên ngoài vũ trụ xuống nhằm phá hủy toàn bộ hành tinh và tiêu diệt tất cả những chiến binh đang chiến đấu với hắn. Bắt đầu Super Dragon Hero tập 19 đó là tiêu đề, đòn quyết định tối thượng, xung đột vũ trụ chấm dứt. Và vì vậy, có lẽ cuối cùng cũng đi đến kết thúc của câu chuyện xung đột vũ trụ. Tên chủ tịch lãnh đạo nhóm Cold Area là Hurt đã dùng hết sức để cố gắng giết Gogeta, Jiren và Hit, Future Trunks, Piccolo và Android bằng cách kéo một thiên thạch khổng lồ từ vũ trụ xuống trái đất. Hầu hết các chiến binh khác trong vũ trụ thứ 7 bắt đầu hoảng loạn, nhưng Gogeta trông nghiêm túc và sẵn sàng tự tin vào sức mạnh của mình để phá hủy khối thiên thạch khổng lồ. Trước khi thiên thạch khổng lồ rơi xuống tấn công trái đất, Gogeta đã tung ra một chưởng cực kỳ mạnh mẽ để cố gắng thay đổi hướng đẩy thiên thạch ngược trở lại. Mọi người đều nghĩ rằng Gogeta đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của tên ác nhân Hurt, nhưng có vẻ như thủ lĩnh Cold Area vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Hurt đã tiếp tục đẩy thiên thạch khổng lồ trở lại Gogeta bằng cách giải phóng một lực đẩy mạnh hơn và xoay khối thiên thạch. Sau khi nhìn thấy thiên thạch khổng lồ vẫn tiếp tục rơi xuống, Android số 17 và Future Trunks bắt đầu mất hy vọng. Tuy nhiên, Piccolo, Jiren và Hit ngay lập tức vẫn tin tưởng vào Gogeta và có ý định ra giúp đỡ. Khi thiên thạch khổng lồ tiến lại gần hơn, Gogeta chuẩn bị một đòn Kamehameha sở trường của mình. Mặc dù có sức mạnh to lớn cùng với việc đẩy trạng thái Blue lên Max Power, Kamehameha của Gogeta vẫn không đủ sức để đẩy thiên thạch khổng lồ ngược trở lại. May mắn thay, trong Dragon Hero tập 19, Gogeta đã nhận được sự giúp đỡ từ hai trong số những chiến binh mạnh nhất trong tất cả các vũ trụ, Jiren của vũ trụ thứ 11 và Hit của vũ trụ thứ 6. Jiren và Hit đã tham gia cùng với Gogeta trong trận chiến và tấn công thiên thạch khổng lồ bằng đòn tấn công tổng lực Ki. Đúng như những gì chúng ta mong đợi, sức mạnh tổng hợp của Gogeta, Jiren và Hit không chỉ ngăn được thiên thạch khổng lồ đâm vào trái đất mà họ còn phá hủy nó. Sau khi thiên thạch khổng lồ phát nổ, Piccolo, Android và Future Trunks đã giúp nghiền nát những mảnh vỡ khổng lồ để tránh rơi xuống mặt đất. Dragon Hero tập 19 thật tuyệt vời khi có sự tham gia của Gogeta và sự hợp sức của Jiren và Hit chống lại Hurt trong một trận chiến cuối cùng. Mặc dù God Slayer cảm thấy rất tự tin rằng mình mạnh mẽ hơn, nhưng Gogeta đã áp đảo anh ta trong một cuộc chiến một chọi một. Gogeta giáng nhiều đòn chí mạng phá hủy các viên pha lê trong cơ thể của God Slayer. Sau khi phá hủy viên pha lê bên trong ngực, cuối cùng Gogeta đã đánh bại hoàn toàn God Slayer Hurt trước khi hắn từ từ biến thành cát bụi. Hurt đã nhận ra sự tự do thực sự hắn có được và dành sự ngưỡng mộ cho những người phàm trần. Khi trận chiến kết thúc, Jiren hỏi Gogeta tại sao họ không hợp thể trong giải đấu sức mạnh. Gogeta tách ra thành Son Goku và Vegeta, đồng thời hoàng tử Saiyan giải thích với Jiren rằng họ thà chiến đấu cá nhân còn hơn là sử dụng kết thuật hợp thể. Những cảnh cuối cùng của Super Dragon Hero tập 19 có sự xuất hiện của đại thiên sứ Daishinkan ca ngợi những chiến binh đã đánh bại God Slayer Hurt và nhóm Cold Area. Daishinkan sau đó quay trở lại căn phòng nơi hai vị vua Zeno đang chơi trốn tìm, trong khi được bảo vệ bởi các thần hủy diệt. Cuối phim, Tên Phu vẫn rất khoái chí, mặc dù hắn đã thất bại trong kế hoạch lần này, nhưng hắn đã nhận ra điểm yếu của các chiến binh Z, hứa hẹn sắp tới có một trận chiến gay cấn khác sẽ nổ ra. Tổng kết lại là sau gần một năm phát sóng, bộ phim quảng cáo game Super Dragon Hero đã tạm thời kết thúc hai saga Tù Nhân Thiên Hà và Bạo Loạn Vũ Trụ, với việc các chiến binh vũ trụ thứ 7 đã thành công trong việc bảo vệ trái đất. Sắp tới bộ phim Super Dragon Hero sẽ tiếp tục đến với phần mới, hãy cùng đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích video về Dragon Ball thì hãy để lại cho mình một like, một bình luận ở phía dưới mô tả. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.